Bầu trời đêm tháng 8 năm 2021 được tô điểm bởi các hành tinh tuyệt đẹp. Sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ sẽ hiện diện trên bầu trời đêm. Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 8 năm 2021. Các hành tinh buổi tối. Sao Kim hiện diện trên bầu trời vào buổi tối. Trong tháng này, sao Kim sẽ xuất hiện ở khu vực của chòm sao Sư Tử, Sử Nữ. Sao Kim là đối tượng sáng nhất trên bầu trời đêm nếu không tính đến mặt trăng. Trong văn hóa dân gian Việt Nam, hành tinh này còn được gọi là sao Mai nếu xuất hiện vào buổi sáng sớm và là sao Hôm nếu xuất hiện vào buổi tối. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn nhận ra hành tinh này cũng có các pha như mặt trăng. Hãy tìm kiếm hành tinh này trên bầu trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Vào tối ngày 11 tháng 8 là giao hội của sao Kim với mặt trăng. Mặt trăng và sao Kim sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 16 phút. Sao Hỏa hiện diện trên bầu trời vào buổi tối. Trong tháng này, sao Hỏa sẽ xuất hiện ở khu vực của chòm sao Sư Tử. Sao Hỏa còn được gọi tên là hành tinh đỏ bởi vì bề mặt của hành tinh này có màu đỏ tối. Vì kích thước quá nhỏ bé của mình, các chi tiết trên bề mặt sao Hỏa chỉ có thể quan sát được qua những chiếc kính thiên văn mạnh nhất. Hãy tìm kiếm hành tinh này trên bầu trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Sao Mộc hiện diện trên bầu trời vào buổi tối. Trong tháng này, sao Mộc sẽ xuất hiện ở khu vực của chòm sao Bảo Bình, Ma Kết. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Bốn vệ tinh lớn nhất của hành tinh khí khổng lồ này có thể dễ dàng quan sát được qua một cặp ống nhòm. Bề mặt của sao Mộc đặc trưng bởi các sọc mây màu nâu tối, có thể quan sát được qua kính thiên văn. Hãy tìm kiếm hành tinh này mọc cao trên bầu trời buổi tối. Vào tối ngày 19 tháng 8, sao Mộc sẽ ở vị trí xung đối. Hành tinh khổng lồ này sẽ ở vị trí gần trái đất nhất và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng từ mặt trời về phía trái đất. Sao Mộc sẽ sáng hơn bất kỳ thời gian nào trong năm nay và sẽ hiện diện suốt một đêm dài. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát và chụp ảnh sao Mộc cùng với các vệ tinh tự nhiên của nó. Một chiếc kính thiên văn kích thước trung bình sẽ giúp bạn có thể nhìn thấy các sọc mây của hành tinh khí khổng lồ này. Một cặp ống nhòm tốt sẽ cho phép bạn nhìn thấy bốn vệ tinh lớn nhất của sao Mộc xuất hiện như những chấm sáng bên cạnh hành tinh này. Sao Thổ hiện diện trên bầu trời buổi tối. Trong tháng này, sao Thổ sẽ xuất hiện ở khu vực của chòm sao Ma Kết. Sao Thổ là hành tinh khí khổng lồ tuyệt đẹp với vành đai đặc trưng bao quanh. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn nhận ra vành đai tuyệt đẹp của hành tinh này. Hãy tìm kiếm hành tinh này mọc cao trên bầu trời vào buổi tối. Vào tối ngày 1 tháng 8, sao Thổ sẽ ở vị trí xung đối. Hành tinh khổng lồ bao quanh bởi vành đai tuyệt đẹp này sẽ tiến đến vị trí gần trái đất nhất và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng từ mặt trời về phía trái đất. Sao Thổ sẽ sáng hơn bất kỳ thời gian nào trong năm
và sẽ hiện diện suốt đêm dài. Đây là thời gian tốt nhất để quan sát và chụp ảnh sao thổ và các vệ tinh của nó. Một chiếc kính thiên văn kích thước trung bình sẽ cho phép bạn nhìn thấy vành đai và các mặt trăng sáng nhất của sao thổ. Rạng sáng ngày 21 tháng 8 là giao hội của sao thổ với mặt trăng. Mặt trăng và sao thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 56 phút. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú. Hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Truy cập website vậtlythienvan.com để tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Vật lý thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.